Ok luôn người, thì hôm nay mình xin chia sẻ mọi người về cái vấn đề là chiếc Camry này nó có tiếng hú ở gầm sau nha. Thì đó là do cái bạc đạn bánh sau này nha. Để mình cho mọi người cùng nghe tiếng hú nha. Mọi người có thể nghe thấy được tiếng xè xè của cái bạc đạn này nha, chứng tỏ là nó đã hư. Và để tháo được cái bạc đạn này thì rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần tháo bốn con bu lông ở phía sau cái lỗ này nha. Đó, con thứ ba nè, con thứ tư nè, như vậy là đã có thể lấy được cái bạc đạn ra rồi nha. Sau khi mà lấy được cái bạc đạn ra thì mình thấy ngay chỗ phần mặt đạn á, nó xé rất là nhiều, thì phỏng đoán có thể là nước vào gây ra hư hỏng nha. Còn đây là cái bạc đạn mới mình sẽ thay cho khách. Bây giờ mình sẽ lắp cái bạc đạn lên và kiểm tra thử xem coi nó còn tiếng xè xè như lúc đầu không nha. Đây là bạc đạn sau khi lắp lên nè. Giờ mình sẽ quay nha. Như vậy là không còn tiếng xè xè như lúc đầu nữa nha. Và mình xin phép kết thúc video chia sẻ của mình đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.